Dạ mùng mai chiếc chè bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì vườn em đang chuẩn bị dọn vườn để nhập hàng mới về đó cả nhà. Cho nên là những cái hàng mai con quấn rễ ngày hôm nay thì em sẽ có chương trình trân đặc biệt cho khách hàng quý cô chú anh chị gần xa với giá cực kỳ rẻ luôn nha. Ở đây số lượng thì chắc các loại gom lại thì chắc tầm khoảng 2.000 cây á cả nhà. Đó, bây giờ đang soạn nè, đang soạn ra để giải phóng mặt bằng á. Rồi, đầu tiên sẽ là một cái loại mai rất là rẻ nha. Loại này chỉ có 3.000 một cây thôi. Rồi, 3.000 một cây nha cả nhà. Đó. 3.000 một cây nha cả nhà ơi. Đây, rễ nè, xử lý đủ kiểu. Xử lý đủ kiểu hết nha. Đó, đây, chiều cao thì tầm khoảng 40 cho đến 50 cả nhà. 40 cho đến 50, chỉ có 3.000 một cây, xử lý đủ kiểu, cao thì 40 cho đến 50. Đó, đây, giá cũng cực kỳ rẻ luôn, có 3.000 thôi, mà loại này thì 50 cây thì em không bao ship nha. Loại này thì em tặng cho mình 3 cây nha cả nhà. Rồi qua bên đây. Qua bên đây sẽ là một cái loại đó chính là hàng 4.500. Đây 4.500 thì bên đây nó cây nó mập hơn. 4.500 cây nó mập hơn, và loại này thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta, chiều cao thì tầm khoảng 50 cho đến 55. Đó, nó có lộn một số cây hình thú rồi rễ đủ kiểu như thế này nha cả nhà. Đây nè, có mấy cái lò xo đứng, lò xo nằm nè, rất là nhiều luôn ha. Đó, rồi, đây 4.500 bên em bao ship. Rồi tiếp tục hàng bên đây, hàng bên đây là sẽ là một cái hàng rất là hot luôn. Đó chính là hàng mai con quấn rễ hình thú. Loại này hôm bữa là bán 8k luôn á cả nhà. Ngày hôm nay thì do là thật sự là bây giờ đang rất là cần cái chỗ để nhập mai ghép về, cho nên hàng mai con là em mới xả rẻ cho chúng ta. Ở đây nè, tất cả đều là quấn rễ hình thú 100% nha. Đó đây. Rồi. Đây, đó. Rồi đây, lô này ngày hôm nay thì em sẽ giảm cho chúng ta giá còn 6k một cây thôi cả nhà. 6k thôi, 50 cây chúng ta còn được bao ship. Và cả nhà nhìn đây nè, cây nó rất là mập nha cả nhà. Rất là mập, cành nhánh rất là xum xuê như thế này luôn. Rồi, ai thích loại này thì alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha.